Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Cả thế giới anh chỉ dành cho em. Mong mọi người hãy đón nhận và hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục câu chuyện với chương thứ 5 mang tên Theo tôi cô sẽ không có hại. Lâm Như Tuyết bị khí thế của bà ta làm cho sợ sệt. Cô ta nhanh chóng rút tay, ánh mắt rụt rè nói: Bà làm gì? Có bằng chứng và muốn tôi phải tin bà chứ? Hứa Vân Du cười lạnh. Bà ta đưa tay lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm, rồi nhìn Lâm Như Tuyết trả lời cô ta: Thật ra Lạc Minh Hành kia mới chính là con tử Lâm Văn Thành và Lê Như Nhã, còn cô chỉ đơn giản là một quân cờ trên tay của tôi mà thôi. Hơn 17 năm trước, tôi đã đưa đứa con của Lâm Văn Thành và cho cô thay thế cô ta. Vì vậy, cô không phải là thiên kim đại tiểu thư Lâm gia, cô chỉ là một con tu hú chiếm nhà của người khác không hơn không kém. Lâm Như Tuyết bây giờ cô có hai lựa chọn, một là giúp tôi xử lý Lâm gia, hai là cả nhà bọn họ kéo hết xuống. Hai là tôi sẽ công khai cho mọi người biết cô không phải là con ruột của họ, mà chỉ là một đứa trẻ mồ côi do tôi thay thế vào. Hứa Vân Du dịu dàng nói nhưng trong lời nói chỉ toàn sự đe dọa. Tôi không tin, bà đừng nghĩ lừa gạt được tôi. Lâm Như Tuyết tức giận gầm nhận lên, làm sao cô ta tin được đây? Cô ta từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc, được Lâm gia phủng trong tay bàn tay, sao có thể là những lời nói của Hứa Vân Du mà chấp nhận được? Cô không tin cũng chẳng sao, cô có thể đi xét nghiệm huyết thống, nếu có kết quả thì hãy tìm đến tôi. Hứa Vân Du đại đại phương thức viên nặng lên bạn nói. Bà ta đứng lên, đi được vài bước bà ta dừng lại. Theo tôi cô sẽ không có hại, chỉ có cô ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ có những thứ mình muốn. Sau khi xử lý Lâm gia và Lạc Ninh Ninh, tôi cũng có thể cho cô một số tiền đủ để cô an nhàn sống cuộc đời vô lo. Còn nếu cô chấp nhận, tôi cũng có cách xử lý cô. Bà ta là nụ cười quái dị lên tiếng rồi kéo mũ xuống rời đi. Lâm Như Tuyết ngồi ở lại, tay chân run cầm cập. Cô ta không thể chấp nhận chuyện này được. Nếu như đúng lời Hứa Vân Du nói, cô ta sẽ đánh hồi nguyên hình là một đứa mồ côi bị người đời khinh bỉ. Không, tôi không chấp nhận chuyện này. Tôi là thiên kim danh giá, tôi không muốn trở thành đứa mồ côi không nơi nương tựa. Lâm Như Tuyết khẽ kêu lên. Cô ta cầm lấy số điện thoại trên bàn rồi đi nhanh khỏi quán cà phê. Chẳng mấy mà sắp đến sinh nhật của Lạc Bội San, vì không muốn Lạc Ninh Hinh làm sống mặt Lạc ra, nên Lạc Chí Bằng đã bảo Trần Thi Thi đưa cô đi để chọn gái dự tiệc. Dù Trần Thi Thi và Lạc Bội San không thích, bọn họ cũng phải mang cô theo. Không hiểu sao ba lại cho chị ta đi cùng, nhìn thôi cũng thấy chướng mắt. Ngồi trên xe, Lạc Bội San nhất nhìn Lạc Ninh Hinh nói: Bội San ngoan nào, mặc kệ đó, hôm nay con vẫn sẽ là người sinh nhất. Trần Thi Thi vỗ bàn tay cô ta dỗ ngọt, mà Lạc Ninh Hinh mím chặt môi. Cô vờ như không nghe thấy bọn họ nói gì. Xe nhanh chóng đến trung tâm thương mại, ba người tiến vào cửa hàng đặt xã hội của Lâm gia. Ở thành phố này, những thiết kế của Lâm gia cũng nổi tiếng nhất nhì. Vừa bước vào bên trong, Lạc Bội San đã nhanh chóng nhìn chúng một khoản đầm dạ hội đó được trưng bày bắt mắt ở bên ngoài. Chắc phải làm từ van màu hồng phấn, dáng dài kiêu sa, phần sau lưng được khoét sâu, khoe trọn phần lưng gợi cảm. Trải dài từ phần ngực đến chân váy đều được thêu hoa hồng tinh xảo, mới chỉ nhìn thôi đã khiến Lạc Bội San yêu thích. Nhân viên tư vấn cũng đi đến, thấy Lạc Bội San ngắn nhìn không thôi, cô ta liên tục giới thiệu: Tiểu thư, cô thật có mắt nhìn, đây là khoản váy mới nhất của chúng tôi, được làm từ chất liệu cao cấp và hoàn toàn may theo thủ công, nó rất hợp với vóc dáng thoát thả của cô. Cô có thể thử xem. Lạc Bội San gật đầu hài lòng. Nhân viên tháo chiếc váy xuống, cô ta vội vàng vào phòng thay đồ để thử. Lạc Ninh Ninh bên ngoài cũng đảo mắt một vòng cửa hàng. Cô chặt đứng trước một váy trắng với thiết kế trễ vai ngắn có đuôi dài, phía trên được làm từ chất liệu ren tinh tế, phía dưới chân váy dùng 3-4 nắp van may lại tạo lên sự bồng bềnh. Tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Bạc Ly Hinh gọi nhân viên đến lấy váy thử. Thay xong, cô dịu dàng bước ra ngoài, không ít ánh mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo hài hòa, thần thái hơn người. Vậy là đã hết chương 5 của bộ truyện Cả Thế Giới Anh Chỉ Dành Cho Em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và nhớ like, subscribe và comment vào video của mình để ủng hộ mình các bạn nhé. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.